Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái tip nhỏ về cái chuyện cầm máy ảnh, làm sao cho nó chính xác. Thì đầu tiên, thường thường các bạn sẽ sử dụng một tay. Thường thường là cái tay trái của mình sẽ sử dụng để mà nâng đỡ cái máy ảnh. Các bạn có thể cầm ở bên dưới cái máy ảnh, cầm như vậy hay như thế này, trước sau gì đó cũng được, không quan trọng lắm. Chủ yếu là khi chụp thì mình nên cẩn thận để tránh đụng vào cái vòng zoom hoặc là cái vùng focus ở trên ống kính, sẽ rất là dễ dẫn đến tình trạng là bị sai nét. Cái tay phải của mình, thường là tay thuận, thì mình sẽ dùng để điều chỉnh các cái thông số, giữ các cái nút xoay bánh xe thao tác trên máy ảnh. Cái tay phải này thì các bạn cứ sử dụng cái máy làm sao cho nó thật sự thoải mái là được rồi. Thêm một điều nữa là thường thường cái điều này ai cũng biết, là khi chụp thì mình thường ghé sát cái con mắt của mình vào trong cái máy ảnh để mà mình có thể quan sát được mọi thứ ở trong viewfinder. Với mình thì mình thường tì hẳn cái viewfinder này vào trong cái đằng trước chán của mình, ghi rất là chặt để mình chụp ảnh. Thì cái việc mà ghi chặt máy này nó có một vài cái lợi điểm như sau. Cái đầu tiên đó là mình có thêm một cái điểm tựa để cho cái máy của mình đỡ bị rung lắc. Nếu mà mình chỉ kề sát cái viewfinder của mình vào trong mắt thôi thì sẽ rất là tình trạng là máy có thể bị rung, chụp ở tốc độ chậm, hình ảnh có thể không được đẹp. Nếu mà mình ghi sát cái viewfinder của mình vào đằng trước chán này, ghi thật chặt đằng trước, đằng sau, mình có thể hạn chế cái chuyện là bị rung máy, có thể hạ tốc độ chụp xuống thấp mà cái ảnh vẫn đạt được cái chất lượng tốt. Cái điều thứ hai là khi mà các bạn chụp hình, các bạn focus, các bạn bố cục lại, focus, dịch máy, chụp, focus, dịch máy, chụp, thì cái viewfinder này nó đã tì sát vào trên gương mặt mình rồi. Cái khoảng cách từ máy ảnh đến cái vật mình muốn chụp nó sẽ ít thay đổi hơn. Nó sẽ tránh được cái tình trạng là các bạn bị sai nét khi mà bố cục lại. Hy vọng là cái tip này sẽ giúp cho các bạn chụp ảnh được đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.